Đối với Hiền, kính chào quý vị. Hôm nay đang là sáng ngày 9 tháng 7 2019. Hiện nay là ở phường tầng 1 khu hàng tôi là đang hoàn thiện các cái bộ bàn ghế vụ cao Quảng Bình cột 10 cột 12 và bộ bàn ghế gỗ vụ Lào đây. Bộ này là bộ móc mỏ trị giá 34 triệu giá tại cửa hàng. Nếu mà móc mỏ vụ ta là 60 đến 72 triệu. Đây bộ này bộ vụ cao Quảng Bình. Ngày hôm nay thì nó dịu mát hơn hôm qua rất nhiều. Hôm qua lúc này đang chừng độ 8 giờ sáng thì ngày hôm qua giờ này nó đã nắng rực rỡ rồi. Mỗi đợt mùa hè đến thì cái thời tiết nó rất gắt và trong cái đó thì các sản phẩm ở trong các cái khu B và C của Đồ Gỗ Đức Hiền đây nó như trong cái tỏa hộp và nắng bao xung quanh nó nóng vô cùng và người thì khó chịu nhưng đối với đồ thì lại quá tốt, bởi vì nếu còn cái gì nó chưa khô hết nó sẽ khô kiệt, đi vào trong là chúng tôi phải bật quạt và đứng một lúc phải chạy vì ở trong các nhà này quá nóng luôn. Làm được cái gì?